Thưa quý vị các bạn, như vậy là sau khi đổ bộ vào đất liền Hải Phòng, Thái Bình vào trưa qua, bão số 3 đã suy yếu nhanh thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là thành một vùng áp thấp và tan dần ở trên khu vực phía Tây Bắc Bộ trong đêm qua. Mặc dù mưa đã giảm nhanh, chỉ còn diễn ra giải rác tại các tỉnh miền núi phía Tây Bắc, nhưng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng vẫn ở mức cao do mưa lớn từ trước. Do mưa từ nhiều ngày trước nên lũ trên các hệ thống sông suối vẫn ở mức cao. Đến sáng mai ngày 21 tháng 8, mực nước sông Thao tại Yên Bái sẽ ở mức 32,8m, trên báo động 3,08m. Tại Phú Thọ có khả năng ở mức 18,8m, dưới mức báo động 3,02m. Trên sông Lục Nam tại Lục Nam xuống mức 4,8m, trên báo động 1,05m. Trên sông Thương tại Phủ Lạng Thương xuống mức 4,5m, trên báo động 1,02m. Sông Mã tại Lý Nhân xuống mức 9,3m, dưới báo động 1,02m. Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra ngập úng ở vùng trũng thấp thuộc tỉnh Phú Thọ, Yên Bái, đặc biệt trên địa phận huyện Hạ Hòa và thành phố Yên Bái vào đêm nay và sáng mai. Hiện tượng ngập úng ở vùng trũng và sạt lở đất vẫn tiềm ẩn tại các tỉnh ở vùng núi phía Bắc và khu vực Bắc Trung Bộ. Đặc biệt một số tỉnh như Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ và Thanh Hóa